phẩm sáu căn Chalindriya Vatga Một La Mã Kinh Tái Sanh Vunabhava Sutta 491 Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, vân vân, tuệ căn. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, ta không như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự xuất ly của năm căn này. Cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, ta không biết rõ ý nghĩa về sự chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với các thế giới như thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, ta như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này. Cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, ta mới biết rõ ý nghĩa về sự chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với các thế giới như thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Và tri kiến này khởi lên nơi ta. Bất động là tâm giải thoát của ta, đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Hai La Mã Kinh Mạng Căng Sivitindriya Sutta 492 Này các tỷ kheo, có ba căn này. Thế nào là ba? Nữ căn, nam căn, mạng căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là ba căn. Ba la mã Kinh Dĩ Tri Căng Anindriya Sutta 493 Này các tỷ kheo, có ba căn này. Thế nào là ba? Vị tri đương tri căn, dĩ tri căn, cụ tri căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là ba căn. Bốn La Mã Kinh Bậc Nhất Chủng Ekabiji Sutta 494 Có năm căn, này các tỷ kheo thế nào là năm, tính căn, vân vân, tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Với sự toàn diện, này các tỷ kheo, với sự viên mãn năm căn này là bậc A-la-hán, yếu nhẹ hơn là bậc trung gian bát niết bàn, yếu nhẹ hơn là bậc tổn hại bát niết bàn, yếu nhẹ hơn là bậc vô hành bát niết bàn, yếu nhẹ hơn là bậc hữu hành bát niết bàn yếu nhẹ hơn là bậc thượng lưu đạt tới sắc cứu cánh thiên yếu nhẹ hơn là bậc nhất lai yếu nhẹ hơn là bậc nhất chủng yếu nhẹ hơn là bậc gia gia cô lô, yếu nhẹ hơn là bậc phải tái sanh lại nhiều nhất là bảy lần yếu nhẹ hơn là bậc tùy pháp hành yếu nhẹ hơn là bậc tùy tính hành năm la mã kinh thanh tịnh Sudaka 495 Này các tỷ kheo, có sáu căn này, thế nào là sáu? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là sáu căn. Sáu La Mã Kinh Bậc Dự Lưu Sotabana Sutta. 496 Này các tỷ kheo, có sáu căn này. Thế nào là sáu? Nhãn căn, vân vân, ý căn. Khi nào vị thánh đệ tử, này các tỷ kheo, như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu căn này, khi ấy vị thánh đệ tử được gọi là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa quyết định đạt tới chánh đẳng giác bảy la mã kinh bậc a la hán arahanta sutta bốn trăm chín mươi bảy này các tỷ kheo có sáu căn này thế nào là sáu nhãn căn vân vân ý căn khi nào tỷ kheo này các tỷ kheo sau khi như thật rõ biết sự tập khởi sự chấm dứt vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu căn này được giải thoát không có chấp thủ. Khi ấy, này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy được gọi là bậc A-la-hán. Các lậu hoặc đã được đoạn tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu ký sự đã được đoạn diệt, chánh trí, giải thoát. Tám La Mã Kinh Chánh Đẳng Chánh Giác Sambuddha Sutta 498 này các tỷ kheo, có sáu căn này. Thế nào là sáu? Nhãn căn, vân vân, ý căn. Cho đến khi nào? Này các tỷ kheo, ta chưa như thật chứng tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu căn này. Cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, ta không biết rõ ý nghĩa về sự chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với các thế giới như thiên giới, ma giới phạm thiên giới với các chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người cho đến khi nào này các tỷ kheo ta như thật chứng tri sự tập khởi sự chấm dứt vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu căn này cho đến khi ấy này các tỷ kheo ta mới nhận biết rõ ý nghĩa về sự chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với các thế giới như thiên giới ma giới phạm thiên giới với các chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Và tri kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta, đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Chính là Mã Kinh Sa Môn, Bà La Môn thứ nhất Pathamasamana Ramana Sutta 499 Này các tỷ kheo, có sáu căn này thế nào là sáu nhãn căn vân vân ý căn những vị sa môn hay bà la môn nào này các tỷ kheo không như thật rõ biết sự tập khởi sự chấm dứt vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu căn này những vị sa môn hay bà la môn ấy này các tỷ kheo không được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn hay không được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn và những bậc tôn giả ấy này các tỷ kheo ngay trong hiện tại không tự mình chứng ngộ với thắng trí chứng đạt và ăn trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh những vị sa môn hay bà la môn nào này các tỷ kheo như thật rõ biết sự tập khởi sự chấm dứt vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu căn này những vị sa môn hay bà la môn ấy này các tỷ kheo được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn hay được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn và những bậc tôn giả ấy ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh mười la mã kinh sa môn bà la môn thứ hai Dutiya Samana Ramana Sutta 500 Những vị sa môn hay bà la môn nào Này các tỷ kheo Không như thật rõ biết nhãn căn Không như thật rõ biết nhãn căn tập khởi Không như thật rõ biết nhãn căn đoạn diệt Không như thật rõ biết con đường đưa đến nhãn căn đoạn diệt Vân vân Nhĩ căn Vân vân Tỷ căn Vân vân Thiệt căn Vân vân Thân căn Vân vân Không như thật rõ biết ý căn không như thật rõ biết ý căn tập khởi không như thật rõ biết ý căn đoạn diệt không như thật rõ biết con đường đưa đến ý căn đoạn diệt những vị sa môn hay bà la môn ấy này các tỷ kheo không được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn hay không được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn và những bậc tôn giả ấy này các tỷ kheo ngay trong hiện tại không tự mình chứng ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh nhưng những vị sa môn hay bà la môn nào này các tỷ kheo như thật rõ biết nhãn căn như thật rõ biết nhãn căn tập khởi như thật rõ biết nhãn căn đoạn diệt như thật rõ biết con đường đưa đến nhãn căn đoạn diệt vân vân nhĩ căn vân vân tỷ căn vân vân thiệt căn vân vân thân căn vân vân như thật rõ biết ý căn như thật rõ biết ý căn tập khởi như thật rõ biết ý căn đoạn diệt như thật rõ biết con đường đưa đến ý căn đoạn diệt những vị sa môn hay bà la môn ấy này các tỷ kheo được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn hay được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn và những bậc tôn giả ấy này các tỷ kheo ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh phẩm Lạc căng. là căn sukhindriya vaka một la mã kinh thanh tịnh sudika sutta năm trăm lẻ một này các tỷ kheo có năm căn này thế nào là năm Là căn khổ căn hỷ căn ưu căn xả căn những pháp này này các tỷ kheo là năm căn hai la mã kinh bậc dự lưu sotabana sutta năm trăm lẻ hai này các tỷ kheo có năm căn này thế nào là năm là căn vân vân xả căn khi nào vị thánh đệ tử này các tỷ kheo như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này. Vị thánh đệ tử ấy, này các tỷ kheo, được gọi là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết định đạt đến chánh đẳng giác. Ba La Mã Kinh Bậc A-La-Hán Arahanta Sutta 503 Này các tỷ kheo, có năm căn này thế nào là năm lạc căn khổ căn hỷ căn ưu căn xả căn khi nào này các tỷ kheo vị tỷ kheo sau khi như thật rõ biết sự tập khởi sự chấm dứt vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này được giải thoát không có chấp thủ khi ấy này các tỷ kheo tỷ kheo ấy được gọi là bậc a la hán các lậu hoặc đã được đoạn tận phạm hạnh đã thành các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiếp sự đã được đoạn tận, chánh trí giải thoát. Bốn la mã. Kinh Sa môn Bà La môn thứ nhất. Ba tha ma sa ma na 504. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm là căn, vân vân, xã căn vị sa môn hay bà la môn nào này các tỷ kheo không như thật rõ biết sự tập khởi sự chấm dứt vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này những vị sa môn hay bà la môn ấy này các tỷ kheo không được chấp nhận là sa môn trong các hàng sa môn hay không được chấp nhận là bà la môn trong các hàng bà la môn và những bậc tôn giả ấy ngay trong hiện tại không tự mình chứng ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh những vị sa môn hay bà la môn nào này các tỷ kheo như thật rõ biết sự tập khởi sự chấm dứt vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này những vị sa môn hay bà la môn ấy này các tỷ kheo được chấp nhận là sa môn trong các hàng sa môn hay được chấp nhận là bà la môn trong các hàng bà la môn và những bậc tôn giả ấy ngay trong hiện tại cũng tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Năm La Mã Kinh Sa Môn, Bà La Môn thứ hai Dutiya Samana Ramana Sutta 505 Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Là căn, vân vân, xả căn. Những vị sa môn hay bà la môn nào không rõ biết là căn, không rõ biết là căn tập khởi, không rõ biết là căn đoạn diệt, không rõ biết con đường đưa đến là căn đoạn diệt, vân vân. Không rõ biết xả căn, không rõ biết xả căn tập khởi, không rõ biết xả căn đoạn diệt, không rõ biết con đường đưa đến xả căn đoạn diệt. Những vị sa môn hay bà la môn ấy, này các tỷ kheo, không được chấp nhận là sa môn trong các hàng sa môn hay không được chấp nhận là bà la môn trong các hàng bà la môn và những bậc tôn giả ấy ngay trong hiện tại không tự mình chứng ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh những sa môn hay bà la môn nào này các tỷ kheo rõ biết là căn rõ biết là căn tập khởi rõ biết là căn đoạn diệt rõ biết con đường đưa đến là căn đoạn diệt vân vân, rõ biết xã căn rõ biết xã căn tập khởi rõ biết xã căn đoạn diệt rõ biết con đường đưa đến xã căn đoạn diệt những vị sa môn hay bà la môn ấy được chấp nhận là sa môn trong các hàng sa môn hay được chấp nhận là bà la môn trong các hàng bà la môn và những bậc tôn giả ấy ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Sáu La Mã Kinh phân tích thứ nhất Bathamavi Panga Sutta 506 Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Là căn, vân vân, xả căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là lạc căn, này các tỷ kheo, cái gì lạc thuộc về thân, cái gì thích thú thuộc về thân, cái gì lạc do thân xúc sanh, cái gì thích thú được cảm thọ. Này các tỷ kheo, đây được gọi là lạc căn Và này các tỷ kheo, thế nào là khổ căn Này các tỷ kheo, cái gì khổ thuộc về thân, cái gì không thích thú thuộc về thân, cái gì khổ do thân xúc sanh, cái gì không thích thú được cảm thọ này các tỷ kheo, đây được gọi là khổ căng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hỷ căng, somanasa? Này các tỷ kheo, cái gì lạc thuộc về tâm, cái gì thích thú thuộc về tâm, cái gì lạc do ý xúc sanh, cái gì thích thú được cảm thọ? Này các tỷ kheo, đây được gọi là hỷ căng. Và này các tỷ kheo, thế nào là ưu căng? Này các tỷ kheo, cái gì khổ thuộc về tâm, cái gì không thích thú thuộc về tâm, cái gì khổ do ý xuất sanh, cái gì không thích thú được cảm thọ. Này các tỷ kheo, đây được gọi là ưu căng. Và này các tỷ kheo, thế nào là xả căng? Này các tỷ kheo, cái gì không thích thú và không không thích thú thuộc về thân hay thuộc về tâm được cảm thọ. Này các tỷ kheo, đây được gọi là xả căng các pháp này này các tỷ kheo là năm căn bảy la mã kinh phân tích thứ hai dutiya phi băng năm trăm lẻ bảy này các tỷ kheo có năm căn này thế nào là năm là căn vân vân xả căn và này các tỷ kheo thế nào là lạc căn vân vân như kinh trên ở đây, này các tỷ kheo, cái gì thuộc lạc căng và cái gì thuộc hỷ căng cần phải xem là lạc thọ. Ở đây, này các tỷ kheo, cái gì thuộc về khổ căng và cái gì thuộc ưu căng cần phải xem là khổ thọ. Ở đây, cái gì thuộc xã căng cần phải xem là bất khổ bất lạc thọ. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căng. La Mã Kinh phân tích thứ Ba Tatiya Vibhanga Sutta 508 Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Là căn, vân vân, xả căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là lạc căn, vân vân, như kinh trên? Như vậy, này các tỷ kheo, các căn này, trước năm sau trở thành ba, trước ba sau trở thành năm tùy theo pháp môn chính là mã kinh ví dụ thanh củi kathopama ta năm trăm chín này các tỷ kheo có năm căn này thế nào là năm lạc căn khổ căn hỷ căn ưu căn xả căn này các tỷ kheo do duyên xúc được cảm thọ là lạc khởi lên lạc căn khi cảm thọ là lạc, người ấy rõ biết tôi cảm giác lạc thọ. Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là lạc ấy, là căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng, được cảm thọ là lạc. Người ấy rõ biết là căn ấy diệt, được tịnh chỉ. Này các tỷ kheo, do duyên xúc được cảm thọ là khổ, khởi lên khổ căn. Khi cảm thọ là khổ, người ấy rõ biết tôi cảm giác khổ thọ, do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là khổ ấy, khổ căng được khởi lên do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là khổ. Người ấy rõ biết khổ căn ấy diệt, được tịnh chỉ. Này các tỷ kheo, do duyên xúc được cảm thọ là hỷ, khởi lên hỷ căn. Khi cảm thọ là hỷ, người ấy rõ biết, tôi cảm giác hỷ. Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là hỷ ấy, hỷ căn được khởi lên, do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là hỷ. Người ấy rõ biết hỷ căn ấy diệt, được tịnh chỉ. Này các tỷ kheo, do duyên xúc được cảm thọ là ưu, khởi lên ưu căn. Khi cảm thọ là ưu, người ấy rõ biết, tôi cảm giác ưu thọ. Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là ưu ấy, ưu căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là ưu, người ấy rõ biết ưu căn ấy diệt được tịnh chỉ. Này các tỷ kheo, do duyên xúc được cảm thọ là xả, khởi lên xả căn. Khi cảm thọ là xả, người ấy rõ biết, tôi cảm giác xả thọ. Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là xả ấy, xả căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là xả, người ấy rõ biết xả căn ấy diệt, được tịnh chỉ. Ví như, này các tỷ kheo, sự xúc chạm và sự cọ sát hai thanh củi, sức nóng sanh khởi, lửa được hiện hữu. Khi hai thanh củi ấy được tách trời, được ly khai, sức nóng thích ứng ấy được đoạn diệt, được tịnh chỉ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do duyên xúc được cảm thọ là lạc, khởi lên lạc căng. Khi cảm thọ là lạc, người ấy rõ biết, tôi cảm giác lạc thọ. Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là lạc ấy, là căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là lạc người ấy rõ biết là căn ấy diệt được tịnh chỉ do duyên xúc được cảm thọ là khổ khởi lên khổ căn vân vân do duyên xúc được cảm thọ là hỷ khởi lên hỷ căn vân vân do duyên xúc được cảm thọ là ưu khởi lên ưu căn vân vân do duyên xúc được cảm thọ là xả khởi lên xả căn khi cảm thọ là xả, người ấy rõ biết. Tôi cảm giác xả thọ. Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là xả ấy, xả căng được khởi lên. Do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là xả, người ấy rõ biết xả căng ấy diệt, được tịnh chỉ. Mười La Mã Kinh không thuận thứ Upatipatika Sutta 510 này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Khổ căn, ưu căn, lạc căn, hỷ căn, xả căn. Ở đây, này các tỷ kheo, với tỷ kheo sống không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần, khởi lên khổ căn, vì ấy rõ biết như vậy. Khổ căn này khởi lên nơi ta, và khổ căn ấy có tướng, có nhân, có hành, có duyên, và khổ căn ấy không tướng không nhân không hành không duyên có thể khởi lên sự kiện như vậy không xảy ra và vị ấy rõ biết khổ căn rõ biết khổ căn tập khởi rõ biết khổ căn đoạn diệt từ chỗ nào khổ căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn vị ấy rõ biết khổ căn ấy và tại chỗ nào khổ căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn ở đây này các tỷ kheo Tỷ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Ở đây, khổ căng khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo biết rõ sự đoạn diệt của khổ căng, tập trung tâm để đạt tới điều kiện ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, với tỷ kheo sống không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần, khởi lên ưu căn vị ấy rõ biết như vậy trong ta khởi lên ưu căn này và ưu căn ấy có tướng có nhân có hành có duyên và ưu căn ấy không tướng không nhân không hành không duyên có thể khởi lên sự kiện như vậy không xảy ra và vị ấy rõ biết ưu căn rõ biết ưu căn tập khởi rõ biết ưu căn đoạn diệt từ chỗ nào ưu căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn vì ấy rõ biết ưu căn ấy và tại chỗ nào ưu căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo làm cho tịnh chỉ tầm và tứ chứng và trú thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm và ở đây ưu căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn này các tỷ kheo đây gọi là tỷ kheo biết rõ sự đoạn diệt của ưu căn, tập trung tâm để đạt tới điều kiện ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, với tỷ kheo sống không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần, khởi lên là căn, vị ấy rõ biết như vậy. Lạc căn này khởi lên nơi ta, và lạc căn ấy có tướng, có nhân, có hành, có duyên, và lạc căn ấy không tướng, không nhân, không hành, không duyên, có thể khởi lên, sự kiện như vậy không xảy ra và vì ấy rõ biết là căn rõ biết là căn tập khởi rõ biết là căn đoạn diệt từ chỗ nào là căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn vì ấy rõ biết là căn ấy và tại chỗ nào là căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo ly hỷ trú xã chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xã niệm lạc trú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Ở đây, lạc căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo biết rõ sự đoạn diệt của lạc căn tập trung tâm để đạt tới điều kiện ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, với tỷ kheo sống không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần, khởi lên hỷ căng, vị ấy rõ biết như sau hỷ căn này khởi lên nơi ta và hỷ căn ấy có tướng có nhân có hành có duyên và hỷ căn ấy không tướng không nhân không hành không duyên có thể khởi lên sự kiện như vậy không xảy ra vị ấy rõ biết hỷ căn rõ biết hỷ căn tập khởi rõ biết hỷ căn đoạn diệt từ chỗ nào hỷ căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn vị ấy rõ biết hỷ căn ấy và tại chỗ nào hỷ căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo đoạn lạc, đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Ở đây, hỷ căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. Này các tỷ kheo, đây được gọi là tỷ kheo biết rõ sự đoạn diệt của hỷ căn tập trung tâm để đạt tới điều kiện ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, với tỷ kheo sống không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần, khởi lên xả căn vị ấy rõ biết như sau. Xả căn này khởi lên nơi ta, và xả căn ấy có tướng, có nhân, có hành, có duyên, và xả căn ấy không tướng, không nhân, không hành, không duyên có thể khởi lên. Sự kiện như vậy không xảy ra, vì ấy rõ biết xã căn rõ biết xã căn tập khởi rõ biết xã căn đoạn diệt từ chỗ nào xã căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn vì ấy rõ biết xã căn ấy và tại chỗ nào xã căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo vượt qua một cách hoàn toàn phi tưởng phi phi tưởng xứ chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định ở đây, xã căn khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. Này các tỷ kheo, đây được gọi là tỷ kheo biết rõ sự đoạn diệt của xã căn, tập trung tâm để đạt tới điều kiện ấy.